mình chọn một cái môi trường học tập cho con, là mình mua tương lai cho con hay là mình mua cái cơ sở vật chất của nhà trường? Là mình mua một tương lai cho con, bản chất là mua một đoạn đường dẫn con mình đi đến tương lai, chứ không phải mua cái tên trường, cũng không phải mua cái trường to hay trường bé, cũng không phải là trường gần nhà hay trường xa nhà, mà điều quan trọng nhất là trường nào nó chở con mình đến với tương lai thì trường đấy là trường tốt. Mà nếu mà mình không biết là mình muốn con mình tương lai là gì thì suy cho cùng mình lên xe nào chả thế. Tôi lấy ví dụ mình không biết mình đi đâu thì mình ở Hà Nội mình lên xe về Hà Giang hay lên xe về về Bắc Giang hay lên xe vào Sài Gòn nó đều thế cả mà. Vậy thì việc đầu tiên cha mẹ và con cái bắt buộc phải thảo luận tầm nhìn. Ví dụ mà các con nó xác định mà nó muốn trở thành doanh nhân thì ngay từ bây giờ nó đã phải rèn cái thân kỷ luật, cái tâm yêu thương và cái trí tuệ của nó là nó phải toát được ra ngoài. Còn nếu mà các con xác định là đi làm thuê, cứ công lập mà phàng, không cần phải trường chuyên. Còn nếu xác định mà cho con mình sau này trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thì nên học chuyên. Thì các ngài hình dung là vấn đề ở đây mình muốn con mình sau này nó là cái gì? Đăng ký ngay hội thảo định hướng trở thành doanh nhân tương lai để biết cách chọn đúng nghề, đúng trường, thực hiện đúng ước mơ và được giải đáp thắc mắc. Chi tiết liên hệ hotline 1800 577 22 nhánh 1 2.